5. Điểm tham quan và hoạt động giải trí được xếp hạng hàng đầu ở Honolulu. Honolulu là thủ đô của Hawaii và là điểm nhập cảnh chính của hầu hết du khách đến tiểu bang. Dễ dàng tiếp cận bằng các chuyến bay trực tiếp từ Bắc Mỹ, châu Á và các điểm đến xung quanh Nam Thái Bình Dương. Hawaii là một điểm đến du lịch lớn với du khách từ khắp nơi đến đây để tận hưởng những bãi biển và khí hậu nhiệt đới. Thành phố Honolulu gần như rơi vào ba khu vực bao gồm Waikiki, khu thương mại và Trần Châu Cảng. Điểm thu hút chính là Waikiki, một bán đảo có diện tích gần nửa dặm vuông với bãi biển cát mềm trải dài tuyệt đẹp. Khu vực nhỏ bé này là một trong những khu vực đông dân cư nhất trên toàn nước Mỹ, với nhiều khách sạn, nhà hàng và cửa hàng hơn so với phần còn lại của Hawaii. Khu thương mại, trung tâm và khu vực lịch sử có rất nhiều cơ hội tham quan, với các bảo tàng, tòa nhà lịch sử và những bức tượng nổi tiếng. Lập kế hoạch thời gian của bạn ở đây với danh sách các điểm tham quan hàng đầu và những điều cần làm ở Honolulu. 1. Tận hưởng những bãi biển và thắng cảnh của Waikiki. Khu phố trên bờ biển phía nam của Honolulu này được biết đến với các khu nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm và ăn uống cao cấp cũng như những bãi biển tuyệt đẹp. Nó cũng nổi tiếng là quê hương của Ruka Hanamoku, vận động viên bơi lội và huấn luyện viên lướt sóng từng đoạt huy chương vàng Olympic, người được coi là cha đẻ của môn lướt sóng hiện đại. Môn thể thao này rất được tôn kính ở đây. Ngoài bức tượng của công tước, các điểm đánh dấu dọc theo đường mòn lịch sử Waikiki thực sự được làm bằng ván lướt sóng. Trung tâm hoàng gia Hawaii và chợ quốc tế là những địa điểm tụ tập nổi tiếng và khách du lịch sẽ tìm thấy phần lớn các nhà hàng và cửa hiệu của Waikiki dọc theo đại lộ Kaio và Kanakaua. Các quán cà phê và hoạt động giải trí hàng đêm cũng có rất nhiều trên lối đi bộ lót ván, được gọi là lối đi bộ trên bãi biển Waikiki. 2. Trung tâm văn hóa Bali Legend. Trung tâm văn hóa Bali Legend là một bảo tàng văn hóa sống có 6 ngôi làng, mỗi ngôi làng dành riêng cho nền văn hóa độc đáo của một hòn đảo Bali Legend khác nhau. Cùng với một ngôi làng Hawaii truyền thống, có những ngôi làng đại diện cho các đảo Fiji, Samoa, Tahiti, Aotearoa và Tonga. Điểm thu hút hàng đầu tại trung tâm văn hóa là Ani Luau, nơi mang đến trải nghiệm đích thực cho khách, hoàn chỉnh với chương trình giải trí trực tiếp. Trong số các hoạt động phổ biến khác là chèo thuyền qua một ngôi làng Tonga, câu cá bằng dụng cụ chính thống của người Tahiti và xem vũ điệu chiến binh truyền thống của người Maori. 3. Trân Châu Cảng. Trân Châu Cảng là bến cảng tự nhiên lớn nhất ở Hawaii, được đặt tên theo vô số ngọc trai đã từng được khai thác từ độ sâu của nó. Mặc dù nó vẫn là một căn cứ hải quân đang hoạt động, nó cũng là một di tích lịch sử quốc gia, nơi có một số điểm tham quan là một phần của đài tưởng niệm anh dũng trong Thế chiến II ở Thái Bình Dương, bao gồm đài tưởng niệm USS Arizona, USS Oklahoma và USS Utah, cũng như Battle Ship Row và Fort Iceland. Trung tâm du khách Trần Châu Cảng được điều hành bởi dịch vụ công viên quốc gia, miễn phí và mở cửa cho công chúng. Tại đây, khách du lịch có thể tìm hiểu về cuộc tấn công bi thảm năm 1941, cũng như các khía cạnh khác của lịch sử tự nhiên và quân sự của bến cảng. Đây cũng là điểm khởi đầu cho các chuyến tham quan USS Arizona, cũng như bảo tàng hàng không Thái Bình Dương trên đảo Fo. Bảo tàng hấp dẫn này bao gồm một video trình chiếu, các bức ảnh lịch sử, hai nhà chứa máy bay với nhiều loại máy bay trong Thế chiến thứ hai, cũng như các thiết bị mô phỏng chuyến bay cho phép du khách trải nghiệm cất cánh và hạ cánh trên một hàng không mẫu hạm. Những người có lịch trình eo hẹp có thể muốn tham gia chuyến tham quan Trần Châu Cảng từ Honolulu, bao gồm các điểm nổi bật của Trần Châu Cảng chỉ trong 4,5 giờ, bao gồm tàu sân bay USS Arizona, cộng với chuyến tham quan lái xe đến trung tâm thành phố Honolulu. 4. Tượng đài Diamond Head. Điểm mốc tự nhiên dễ nhận biết nhất của Hawaii, Diamond Head có một hồ sơ đặc biệt. Nằm ở phần phía đông của bờ biển Waikiki, đỉnh núi lịch sử này từng là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ bờ biển của hòn đảo. Ngày nay, du khách có thể đi bộ lên con đường dốc cao 560 feet, từ đáy miệng núi lửa lên đỉnh chỉ trong 0,8 dặm. Trên đỉnh của Diamond Head Crater là một ngọn hải đăng khổng lồ được xây dựng vào năm 1917, cũng như các bon kè và trạm kiểm soát quả lực kiểm soát pháo binh tại Fort Ruger và Waikiki. Đối với nhiều khách du lịch, phần thưởng cho chuyến leo dốc đầy thử thách là tầm nhìn toàn cảnh tuyệt vời ra bờ biển bên dưới. Những người dự định thực hiện chuyến đi nên chuẩn bị kỹ càng với nước và giày dép chắc chắn. 5. Khu bảo tồn thiên nhiên vịnh Hanauma. Vịnh Hanauma là một vịnh tự nhiên độc đáo được hình thành trong miệng của một ngọn núi lửa cổ đại. Trong quá khứ, đây là một điểm lặn biển nổi tiếng đến nỗi nó đã bị ô nhiễm và hư hỏng do sử dụng quá mức. Nhờ những nỗ lực